Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tài chính công nhựa của mình. Thì tập hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm chú chim từ chiếc công nhựa bằng tờ giấy màu nhé. Thì đây là chú chim làm từ chiếc công nhựa bằng tờ giấy màu mình vừa làm xong, rất là đẹp đúng không ạ? Thì làm được chú chim như thế nào thì ở dưới video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm nhé. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tài chính công nhựa của mình. Thì tập hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm chú chim từ chiếc công nhựa bằng tờ giấy màu nhé. Đầu tiên các bạn chuẩn bị cho mình, thứ nhất là công nhựa này, một chiếc kéo này. Ở đây mình sử dụng thêm hai bảng màu để tiến hành tô màu và trang trí nhé. Là một chiếc bút chì, một chiếc bút màu. Đó. Đó, đây cái màu mình chuẩn bị đây. Thì sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm nhé. Đầu tiên các bạn lấy cho mình một cái cung nhựa này, bằng giấy mà. Đó, các bạn bóc hai mặt, các bạn dán xung quanh cái phần miệng cốc này cho mình. Tiếp theo các bạn đi dán phần giảm xung quanh cốc nhé. Đó, các bạn dán lần lượt cho mình. Tiếp theo đó, sau đó các bạn cắt phần không dính thừa phần đáy cốc đi. Đó, đây. Đó, sau đó các bạn đi miết một lần băng dính cho nó dính chặt vào cốc nhé. Đó, thì ở chủ phần làm con chim này thì mình sẽ sử dụng ở đây là giấy màu màu xanh dương nhé. Đây. Đó, mình sẽ cắt làm đôi ra. Sau đó các bạn lột phần bằng dính theo cho mình. Rồi, tiếp theo mình sẽ đi bắt đầu đi dán. Thì do là cái cốc của mình nó không được đều ấy, mình sẽ đi dán ít một. Các bạn lưu ý, các bạn dán đến đâu thì các bạn lột băng dính hai mặt ra đến đó nhé.
cắt thêm một đoạn bằng dính hai mặt nữa. Đó, do là cái khúc của mình nó không được đều nên mình sẽ dán từ từ nha. Đó, trước khi dán mình sẽ lột này ra trước này. Đó, sau đó mình sẽ miết cái này lại, sẽ đi lột phần này. Đó. Đó, mình sẽ tiếp tục dán. Thêm một đoạn bằng dính nữa nhé. Đó. Phần này thiếu hơi một thiếu một tí giấy nhưng mà không quan trọng, thế mình sẽ làm cái phần đầu xong. Đó, cho chúng ta sẽ đi miết lại cho các góc nó sẽ đều bằng nhau nhé. Đó, sau đó các bạn đi tỉa phần giấy thừa đi cho mình. Đó, phần giấy thừa phần đáy cốc rồi. Đây mình sẽ đi tỉa nốt vào. Đó, thế là kín rồi. Đó, sau khi sẽ được như thế này. Tiếp theo mình sẽ đặt lên đây, mình sẽ lấy cái bút chì. Đó. Rồi mình sẽ đi cắt bằng dính, mình dính vào cái phần hình tròn mà mình vừa cắt đó. Để mình úp vào cái phần đầu chiếc cốc kia. Đó, đây. Quạt bóc vào nha. Theo mình sẽ sử dụng phần giấy màu xanh này, mình sẽ đi vẽ một chiếc mèo nhé. Đó, mình
mình sẽ đi lấy cái bút màu này đi lại cái viền mà mình vừa vẽ này. Đó, các bạn đi cái viền này to to cho mình một chút này. Các bạn cắt theo cái viền mà bút chúng ta vừa vẽ đó. Sẽ sử dụng giấy màu màu đỏ. Đây, mình sẽ đi vẽ hai cái phần cánh này. Vẽ hai phần cánh cũng sẽ rất là đơn giản thôi. Các bạn cắt từ từ cho mình nhé. Rồi. Mình sẽ ướm. Sẽ sử dụng giấy màu màu kem để mình đi cắt cái phần mỏ. Tiếp theo mình sẽ đi vẽ phần mỏ mình cắt nha. Đó, mình sẽ đi đấy đặt bằng giấy hai mặt để mình dán.
theo mình sẽ đi vẽ thêm hai phần mắt nữa. Mình sẽ đi lấy phần bằng dính dán cái phần màu đi. Theo đây là hai phần cánh này, sẽ bắt đầu đi dán hai phần cánh nhé. Bọc bằng dính hai mặt cho mình. Đây. Họ đây mình đã làm xong chú chim nhé. Chú gà đó. Đấy. Thì đây là chú chim làm từ chiếc cốc nhựa vẫn là giấy màu mình vừa làm xong. Rất là đẹp và đơn giản đúng không ạ? Thì trong quá trình làm mình đã dẫn các bạn rất cụ thể và tỉ mỉ rồi. Mình tin rằng sau khi xem xong video các bạn sẽ làm đẹp hơn mình đấy. Nếu các bạn cảm thấy hay thì cho mình xem một nút like và một nút chia sẻ. Các tối hàng tuần mình sẽ ra video để đủ với cách sáng tạo từ công nhựa của mình. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Chúc các bạn thành công.